chào đón tất cả quý vị đã quay trở lại với Talk Show Tonight Tell Your Life. Chương trình được phát trên kênh YouTube channel và fanpage của OCTV. Mỹ Duyên xin được cảm ơn công ty Hợp Nhất America chuyên vận chuyển hàng hóa hai chiều Việt Mỹ đã đồng hành cùng với chương trình. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với một vị khách rất là đặc biệt, nghệ sĩ violin Quang Phúc. Câu đó không phải của violin à, trời ơi, gì mới vô mà sao cái câu này giống như là bao công vậy hả? Tại vì cái mấy bữa nay làm cái chương trình nghệ thuật kim cổ đó, cái bị ảnh hưởng hết bồi đó. Và cái lương chào Duyên. Dạ. Nay rất là vui khi được mời đến cái chương trình để chia sẻ một số vấn đề về cuộc sống của những người mới qua như Phúc. Mình chia sẻ một chút xíu về cái khoảng thời gian mình ở Việt Nam, mình hoạt động, mình công việc của mình như thế nào cho khán giả được biết. Trước đây Phúc là một nghệ sĩ tự do, tức là Phúc chơi vĩ cầm thôi, tức là hàng đêm thì cũng đi làm ở phòng trà ở tại Sài Gòn. Rồi ngoài đó thì Phúc nhận thêm những cái show đi diễn chung với ca sĩ hoặc là những cái tiệc của Velvet. Đó là công việc hàng ngày ở Sài Gòn. Buổi sáng thì Phúc chỉ nghe nhạc thôi, để là nghiên cứu một số những bài mới để cập nhật. Và tối là cầm đàn đi diễn. Đó là công việc rất là đơn giản, chỉ có biết đánh đàn thôi. Là ở Việt Nam là mình ở với lại gia đình mình hay là sao anh? Phúc dọn ra riêng, Phúc ở riêng. Với một cái gia đình riêng ở Việt Nam. Ở một cái gia đình riêng Việt Nam. Như vậy thì anh ở Việt Nam đó là anh cũng đi rất là nhiều show và cũng được rất là nhiều cái show mà ca sĩ mình diễn chung với ca sĩ book. Thì như vậy thì cái cơ duyên để mà mình có thể làm việc với tất cả những cái người nghệ sĩ mà có tên tuổi lớn trong cái ngành giải trí Việt Nam là cái nhờ cái cơ duyên nào anh? Mình đi làm nhiều thì mình đi làm nhiều uy tín, với lại mình có tay nghề thì người này sẽ giới thiệu người kia thôi. Thì người này sẽ giới thiệu người kia biết để mà người ta book mình để mình diễn cho họ. Như vậy là hiện tại là những cái show Việt Nam là anh vẫn nhận chứ phải không? Không, thì hiện tại thì khi mà đã qua tới đây rồi thì mình đã tạm dừng các mối quan hệ bên Việt Nam và mình bắt đầu tiếp tục mở rộng các mối quan hệ bên đây. Đây, bây giờ mình sẽ tới cái cơ duyên tại sao mình đi Mỹ nè. Thì á, giống như là cái sự nghiệp của anh Phúc á, ở Việt Nam á, nó cũng không có phải là quá khó khăn. Tại vì cái tên tuổi của anh Phúc cũng được rất là nhiều các nghệ sĩ lớn trong cũng như ngoài nước mình săn đón, rồi mình làm việc chung. Thì cái lý do tại sao anh lại chọn qua Mỹ để lập nghiệp, để làm việc lại? Trước đây thì cũng có đi diễn ở một số nước, thử tìm kiếm thị trường, ví dụ như cũng qua Pháp, cũng qua Úc diễn. Rồi cũng, thật ra thì nước Mỹ là nước không bao giờ mà Phúc nghĩ là Phúc sẽ đặt chân đến được. Tại vì nó xa vời lắm, không dám nghĩ luôn. Rồi tình cờ thì cũng đi thử đi nộp visa đi du lịch. Thì đậu visa là lúc mà đậu visa là lúc mà ra khỏi lãnh sự quán Mỹ là giống như là lên trên mây vậy đó. Lên trên mây lần một, khi bước qua Mỹ và đặt chân xuống phi trường là lên mây lần hai nữa, tại không tưởng tượng được đó. Bắt đầu mình qua đây mình đi du lịch một thời gian, trở về rồi bắt đầu mình kiếm cơ hội mở rộng những mối quan hệ bên đây, rồi bắt đầu mình mới xây dựng từ từ và mình có được những cái đơn vị bảo trợ. Họ mời mình qua, sau đó thì bắt đầu mình mới từ từ mình mới có những cái động thái chuẩn bị cho tương lai của mình. Vậy là giống như là mình qua đây cũng là chỉ là đi lưu diễn. Đúng. Đi đi những cái show đó thôi chứ không phải là mình qua mình định cư phải không anh? Lúc đầu thì là du lịch, rồi mình tìm hiểu thị trường. Rồi sau lần này là mình sau vài tháng ở đây tìm hiểu thì mình quyết định là mình sẽ lập nghiệp ở đây. Lập nghiệp đây luôn. Mình sẽ định cư ở đây. Đây luôn. Như vậy thì giữa cái nước Mỹ và nước Việt Nam, một cái nước mình đã gắn bó, mình đã tạo cái sự nghiệp của mình như vậy, và bây giờ mình qua đây mình mới ở được, anh mới ở được mấy tháng thôi hả? Anh ở được 1.5 năm rồi. Như vậy thì mình ở được 1.5 năm, giữa 1.5 năm và chừng ấy năm ở Việt Nam thì nó có sự khác biệt như thế nào để cho anh đi tới một cái quyết định là anh sẽ lập nghiệp và định cư ở đây luôn? Khác biệt rất là nhiều thứ. Khác biệt rất là nhiều thứ. Thứ nhất là về môi trường sống. Cái thứ hai là về những mối quan hệ giữa người với con người.
mà không biết hên hay là xui, tại vì mình qua nhầm cái đợt Covid đó. Tức là khi mà mình qua đây thì mình chỉ là tức là thăm dò thị trường thôi, nhưng mà không ngờ mình bị kẹt đây luôn. Thì đó, nên là trong cái xui nó có cái may, mình có thêm nhiều thời gian và có thêm nhiều cái cơ hội để mà mình tiếp cận được những cơ hội đó. Là may mắn nữa là mình có được những cái người bạn chân thành họ giúp đỡ cho mình. Tại vì ai mới đầu qua đây cũng khó khăn hết á. Rồi riêng về vấn đề mà về văn hóa nữa, thứ nhất cái văn hóa bên Việt Nam đi với qua đây thì mình phải thay đổi cái tư duy chút xíu đó. Là mình cái lời ăn tiếng nói ra là mình phải thay đổi một số từ. Cái thứ hai nữa là ở Việt Nam thì mình ít làm việc qua mạng, qua đây thì bắt buộc mọi thứ đều phải lên mạng coi, làm mạng coi, bù lại cái tiếng Anh mình không rành nữa đó. Đó là cái mà hạn chế của mình khi mà mình ở đây trong thời gian 1.5 năm. Là cái gì mình cũng alo hỏi hết, cũng may là có những người bạn họ tư vấn cho mình, họ giúp đỡ. Thì đây cũng là một trong những cái cơ duyên mà mình ở lại Mỹ, là tại vì là mình bị dính cái dịch ở Mỹ thôi, cho nên mình mới ở lại, chứ không thôi là mình đã bay về Việt Nam rồi. Đúng, dự định là sẽ bay về và còn thu xếp một số cái ở gia đình và công ty nữa, tại Việt Nam có công ty. Như vậy thì em thấy nó cũng hay nha. Tại vì trong cái thời gian mà anh ở đây tầm 1 năm mấy đó, thì anh sẽ thấy rõ được cái bức tranh của Mỹ nó rõ ràng hơn là những cái tháng trước anh chỉ đi để anh lưu diễn thôi. Đúng. Tại vì lưu diễn là cái tinh thần của mình đi chơi, gửi người xem hoa, đi thoáng qua thôi. Còn mà khi mà mình ở lại đây rồi, mà nhất là trong cái đợt dịch, làm anh biết được là mọi thứ đều rất là khó khăn, kể cả phương tiện đi lại, đồ ăn, thức uống, vaccine, tất cả các thứ. Mà nó đã khó khăn như vậy mà anh vẫn muốn ở lại, thì em phải nói là nước Mỹ đã có một cái gì đó, nó rất là sexy, rất là đặc biệt trong anh thì anh mới ở. Có nhiều cái quyến rũ lắm. Thứ nhất là mình, tức là mỗi người mà có những mối quan hệ riêng, nhưng mà mình may mắn là có được những cái cộng đồng, những người bạn chân thành á. Tức là mình có nhiều group bạn, ví dụ group yêu âm nhạc đi. Rồi nhưng mà may mắn thì Phúc qua đây là Phúc có những cái group là đi leo núi. Mà những cái bộ môn đó về Việt Nam hình như là ít lắm, hình như là không bao giờ Phúc chơi thể thao hết á. Nghệ sĩ ít ai chơi thể thao, đi leo núi này nọ. Vấn đề là không khí ở Cali nó quá tuyệt vời đi. Nó mỗi lần dậy hít thở không khí, trời ơi, ước gì sống ở đây từ đây tới cuối đời luôn cũng được nữa. Đó là cái design, cái ham muốn của mình. Nó khác ở cái vùng nhiệt đới là như vậy. Nó trời, bắt đầu tham gia những cái hội leo núi rồi, khi mà cái cảm giác mà leo lên cái đỉnh núi top up rồi đó, top mà nhìn xuống, trời ơi, nó đã. Tức là cái con mắt của mình nó đã hơn tất cả những cái máy hình đó. Cứ đứng nó nhìn thưởng thức, đứng trấn người nó nhìn vậy đó. Đó, tự nhiên cái đam mê mình thay đổi. Đam mê thay đổi nghĩa là bây giờ, ngày xưa đi đàn, đi chơi nhạc, đi biểu diễn là 10 đi, thì bây giờ có thêm một cái đam mê nó cũng xích sao vậy, cũng 7, 8, 9 phần so với cái đam mê. Cái kia là kiếm sống, còn đây là cái đam mê, cái design, cái hoài bão để mình có cái động lực mình đi kiếm tiền. Nhưng mà trước giờ là mình cơm gạo mà, không cơm áo gạo tiền, mình phải đi làm. Đúng. Phải những lúc mình cái đàn ở đâu là mình ở đó, mình đúng ở đâu thì cái đàn ở đó. Còn bây giờ giống như là cái đàn nó sẽ nuôi được cái đam mê của mình. Đúng rồi. Nhưng mà nếu mà ở Việt Nam thì cái đam mê đó là cũng khó như anh nói. Khó, là không, ở Việt Nam đam mê đó là đam mê khác nữa. Đi đâu cũng xách nó theo hết á, đi leo núi cũng vậy, đi tắm suối cũng xách nó theo, nó cũng như là bên mình luôn, nên lúc nào Duy cũng thấy hình trên Facebook cũng là người vậy đó. Không bao giờ nó bỏ mình hết. cái violin á, anh bén duyên với lại violin từ năm bao nhiêu tuổi và cho tới hiện tại thì anh đã được bao nhiêu năm gắn liền với nó? Học những cái loại đàn violin gọi là những cái đàn mà gọi là vua của các loại đàn á, thì nó có được mệnh danh là như vậy. Thì phải học từ nhỏ, thì tại vì sao? Tại những cái đàn mà nó khó thì sở dĩ học từ nhỏ là sao? Có thời gian rảnh nhiều, không bị chi phối bởi những cái tác động bên ngoài của công việc, xã hội, con người. Đó, học từ nhỏ, học cho tới lớn lên khoảng cỡ 8 năm tới 10 năm qua cái đó. Nhưng mà cũng không thể nào mà mình khá hơn được nếu mình không có sự cọ sát ở xã hội. Phải đi làm hàng đêm. Để đi làm thì mỗi người chỉ một chút. Cộng với lại khả năng mình tu bổ bản thân bằng cách nghe thật nhiều nhạc, thể loại nhạc luôn. Hiện tại thì người ta biết anh tới cái tên là Quang Phúc Violin đó. Thì cái tên đó mình được bao nhiêu năm rồi?
Thì đi làm từ đó, đi làm tới giờ là lấy cái tên đó thôi. Thì cũng hơn 10 năm hơn. 10 năm, không, hơn anh đi làm từ năm 2000, là 20 năm rồi. Wow. Rồi qua đây cũng phải đổi cái nghệ danh, nó phải đổi là tên Phil đó. Qua Mỹ không có để cái tên nó được. Mỹ nó đọc cái tên nó kỳ lắm nên phải đổi qua tên Phil. Phil. À, Quang Phúc đúng không? Thì qua đây đổi tên. Có một sự khác biệt mà đa số là tất cả những cái nghệ sĩ hay là những anh chị em kiểu những người mà có tên tuổi đó, thì lên talk show của Tonight to Your Life thì em cũng rất là hay hỏi về cái vấn đề tại về nghệ thuật. Cái thứ nhất là cái vấn đề mà mình định cư thì không nói đi, tại vì nhiều lúc mình qua mà có sự thay đổi, mình cảm thấy ồ mình thích quá rồi mình muốn một cái chỗ nào đó mới để cho mình lập nghiệp. Nhưng mà về cái môi trường để mình làm việc nó cũng rất là quan trọng, tại vì khi mà mình thay đổi cái thị trường thì bắt buộc mình phải có khách, có khách mới nữa. Thì á, ở Việt Nam là anh giống như là có khách sẵn hết rồi, có đúng. Show này nọ, book show rất là nhiều rồi. Thì khi mà mình qua Mỹ á, như vậy á, anh có cảm thấy khó khăn để mà mình có show hay là khó khăn để có những cái connection để cho mình đi làm không? Rất khó. Tại lúc đầu qua thì chỉ có một số những người bên ban nhạc họ biết mình đang bị kẹt, thì họ giúp đỡ mình bằng cách họ kêu mình đi làm để mình có thu nhập chút đỉnh để mình qua những cái tháng Covid này. Đó, nhưng mà sau đó thì mình cũng phải tự mình làm hình ảnh của mình bằng cách là chẳng hạn như những cái mạng xã hội đó, thì mình có thể mình up một cái clip nào lên đó, hoặc mình kết bạn, hoặc là mình cho người ta xem những cái kỹ năng biểu diễn của mình hoặc những bài người ta thích. Thì đa số là Phúc đánh vào Việt Nam là nhiều đó, tại vì Phúc với phục vụ cho đa số cộng đồng Việt Nam nhiều thôi. Có bao giờ anh đắn đo giữa, tại vì cái kinh tế đó là một trong những cái mà nó sẽ lôi mình qua bên này, kéo mình qua bên kia và rất là khó khăn. Thì trong cái thời gian mà dịch bệnh như vậy thì em biết chắc là nó sẽ không có bao nhiêu show rồi. Đúng. Thì á, mình cái thứ nhất nè, mình không có tiền. Cái thứ hai, người thân thiết của mình bên này đâu không có nhiều, thì mình phải nhờ cái người bạn này rồi nhờ người bạn kia. Thì có bao giờ anh nghĩ là thôi Mỹ khó quá, về Việt Nam cho rồi? Thật ra thì cái ý nghĩ đó là nó tồn tại ngay từ lúc bị kẹt Covid rồi. Nhưng hiện tại thì là có những cái việc làm nó cũng khá ổn định, giống như Phúc đi làm livestream cho người này người kia thì thu nhập nó ổn định, không có nhiều. Nó là không có nhiều thôi, nhưng mà nó vừa đủ trang trải cho những chi phí cuộc sống hiện tại. Thì Phúc nghĩ là bù lại thì chẳng hạn như có những anh em thương thì rủ làm show này show kia, thì cũng thấy mình là bị kẹt nên họ cũng lì xì với mình chút đỉnh. Nhưng mà nó vừa đủ thôi, chứ là không có dư giả giống như ở Việt Nam. Phúc nghĩ là Phúc tạm ổn, tại Phúc quá thích cái môi trường bên đây. Môi trường bên đây Phúc rất là thích. Như vậy là chỉ là quá thích thôi mà mình chấp nhận mình qua đây mình lập nghiệp lại, dù mặc dù đúng, là khó khăn vậy luôn đó. Đúng. Gàn dữ ta. Có nhiều vấn đề ngày xưa cũng suy nghĩ là tại sao có nhiều người qua đây rồi người ta cũng không về quê hương sống nữa. Tại vì người ta đã cái hơi thở ở đây, không khí ở đây người ta quen rồi, đã đâu quen đó. Hiện tại là Phúc ở đây 3 tháng là Phúc đã thấy quen rồi. Phúc nói chết cha rồi, bây giờ cái tư duy mới thay đổi không phải là do môi trường, là một do tác động của một số bạn bè khuyên mình, mà mình cũng đủ lớn để mình biết được cái nào tốt cái nào xấu để mình chọn cho mình. Nửa đời người rồi, mình phải có quyết định của mình. Vậy là em thấy là anh cũng có một cái quyết định mà rất là táo bạo cho cái cuộc đời của mình đó chứ. Mình chỉ sống một lần thôi. Dạ. Thì tại vì á, có những người mà tuổi trẻ thôi là người ta cũng đang, nhiều người người ta đang ngại thay đổi rồi, huống chi mà bây giờ mình có cái sự nghiệp vững vàng ổn định ở một đất nước mà là đất nước mà kiểu giống như là cha mẹ mình đó, thì mình đã quen thuộc rồi mà bây giờ mình qua đây mình thay đổi hết tất cả mọi thứ mình vẫn chấp nhận được, thì đó là một trong những cái quyết định mà em cảm thấy rất là táo bạo. Nghệ sĩ nó có cái máu liều quá. Nghệ sĩ nó có máu liều. Anh thì nghệ sĩ tính cao lắm. Em đi đâu anh cũng thấy anh đàn, đâu cũng là sân khấu hết, không phải sân khấu sang trọng hoặc là sân khấu xấu xí, hay là anh thấy em đứng giữa đường anh cũng đàn được, phố bonsai anh cũng đứng đàn được, đứng đâu là sân khấu hết á, miễn sao anh cầm cây đàn lên là anh đàn thôi.
nên cái máu liều của anh nó nhiều hơn là cái máu cái sự tính toán về kinh tế, cái máu liều và cái sự mộc mạc nữa. Mà em nghĩ là chắc cũng vì cái đó mà tạo nên cái tên tuổi là Quang Phúc Violin đó chứ ha. Không biết cái đó là mọi người thương, mọi người mọi người đặt cho vậy ha. Dạ, từ cái lúc mà mình đi qua Mỹ đó, thì lúc mà mình đi show thì chắc chắn là bộ show người ta đã book cho mình một cái chỗ ở rồi, lo lắng cho mình cái chỗ ở rồi, nhưng mà bắt đầu từ dịch nữa đi thì người ta đâu có lo nữa. Người ta chỉ lo một ngày thôi, ngày diễn thôi. Thì những cái thời gian đó đó mình ở đâu? Thời gian đó thì cũng rất là kẹt, là tại vì không về được, không về được. Rồi cũng đó, có những người mà mình nghĩ là sẽ qua đây là sẽ giúp mình được cái chỗ ở, hoặc là take care cho mình cái chỗ ở, nhưng cuối cùng những người giúp mình là những người mình không hề bao giờ nghĩ tới hết. Đó là cái sự mầu nhiệm của cuộc sống, của cuộc sống đó. Cuối cùng là một người bạn chỉ quen một lần gặp nhau thôi, họ cho mình ở một năm. Một năm rất là coi như là từ đây về từ đây tới chết là phải mang ơn họ, tại vì lúc đó không có gia đình nào mà có thể chứa mình hết. Mày đi chích vaccine đi chẳng hạn, vậy mày đi chích ngừa đi, mày chích ngừa làm sao chích, lúc đó thuốc chưa có mà đi khám bệnh hay gì đó, mà cách ly mười mấy ngày đi ra mà vô nhà chẳng hạn vậy, nó không có được. Nhưng mà mình cũng phải thông cảm như người ta, đó là gia đình người ta, mình cũng không có trách được người ta, tại vì là cuộc sống người ta mà mình cái khủng hoảng, cái dynamic của cái khủng hoảng đại dịch ở Mỹ bây giờ năm trước nó cũng kinh khủng giống như ở Việt Nam bây giờ vậy đó, ai cũng sợ hết. Đó thì những cái người mà giúp mình mang ơn vô cùng, giúp mình chỗ ở, giúp mình việc làm là không bao giờ mình quên được hết. Cái dịch bệnh một trong những cái rất là kinh khủng đối với lại tất cả mọi người trên thế giới, và không riêng gì nước Mỹ, thì có những cái trường hợp đó là người ta qua rồi người ta không thể nào về được. Thì lúc đó cái cảm giác của anh, cái cảm xúc của anh lúc đó là có cảm giác anh sợ hãi không? Lúc mà tại vì ở nhà cũng muốn về, ở nhà cũng muốn, lúc đó là khoảng 2-3 tháng đầu bên Mỹ đang bùng dịch thì nhà cũng rất là muốn về, nhưng mà thứ nhất là tiền vé nó mắc quá, tiền vé mắc quá, thứ nhất cũng chật vật cái vụ tiền vé. Cái thứ hai cũng đang lăn tăn đó, quyết định giữa ở và về, nên nó phải đấu tranh tư tưởng đó, đấu tranh tư tưởng nhiều thứ, nên cuối cùng là cứ đợi hết dịch. Mà cuối cùng một điều là mấy tháng trời ở Mỹ thì mình xem tin tức và coi bầu cử và coi những cái thông tin liên quan về dịch, thì mình nghĩ là không bao giờ hết dịch, mình phải sống chung với nó. Nên cuối cùng quyết định là sẽ ở đây. Mà lúc trước á, cái đợt mà ở Mỹ mà dịch lớn á, thì Việt Nam mình ổn, thì mọi người bắt đầu đổ xô về Việt Nam đó. Thì bắt đầu mà Việt Nam bùng lên thì bắt đầu mọi người lại đổ xô về đây, mà vé máy bay thì không có dưới 6 ngàn. Ngay lúc đó là cám dỗ nhiều lắm. Phúc ơi, về đi, xô nhiều lắm nè, xô VIP, xô không biết tại Phúc làm đa số phòng private không à. Nhiều lắm. Rồi nó bên đó không kiếm được tiền, bên đây không kiếm được tiền, về đi, về đây cái gì làm. Nó không. Khi nghĩ lại rồi, bây giờ kiếm bằng 10% hay 30% gì ở Mỹ cũng không có thể nào mà đói được. Ở Mỹ rất là khó chết đói. Đó là điều mà Phúc nhận ra ở Mỹ. Mình không có tiền, vẫn có người này người kia, bạn bè đâu ai cho mình để cho mình đói được. Khó lắm. Trong vòng một năm qua đó, thì ngoài cái việc mà anh chơi violin ra, thì anh có thử đi làm một cái công việc gì đó khác, hay là apply làm một cái gì, công việc khác không? Cái chuyện anh không dám thử, tại vì gia đình anh nói anh làm gì cũng sai hết á, ngoại gì đánh đàn thôi. Đánh đàn là đúng nhất, không có làm gì được hết, làm sai mất công phải đền tiền cho người ta, nên thôi tốt nhất là chỉ đi đàn thôi, kiếm được nhiêu xài nhiêu. Kiếm được nhiêu xài nhiêu, nhiều, đơn giản thôi. Đơn giản đi, cuộc sống nó yên ổn. Ở Mỹ đa số là có những người á, người ta là nghệ sĩ đường phố luôn đó, và người ta sống bằng cái nghề đó. Đúng. Người ta sẽ có một cái tụ điểm nhất định để người ta chơi nhạc, chơi những cái dụng cụ đó, rồi người ta biểu diễn, rồi bắt đầu cũng có khán giả ở ngoài đường, người ta xem rất là nhiều. Thành có nghĩ là nếu một ngày nào đó đi, bây giờ khó quá. Khó quá luôn, mà công việc mình không có thể nào mà nhiều lúc mình phải mưu sinh mà. Thì nếu mà ví dụ như cho anh đi ra ngoài đó mà anh làm như vậy thì anh có chấp nhận không? Hiện tại thì ở Việt Nam cũng có những cái đường phố chơi nhạc, chẳng hạn như đường Nguyễn Huệ, hoặc là ở Sài Nội thì có những cái phố đi bộ nó cũng chơi nhạc, thì những người chơi nhạc trên những con đường đó là nghệ sĩ đường phố thôi. Thì ở bên đây sẽ tới một lúc nào đó thì mình cảm thấy là không phải là
mưu sinh chỉ là cái phụ thôi, nhưng mà cái máu diễn của mình á, cái máu diễn của mình nó cũng lôi mình đi cái sân khấu mà trên đường phố thôi à. Đó, thì tới một lúc nào đó thì mình cũng phải ra đường phố mình diễn để mình thỏa mãn được cái đam mê của mình đó. Còn kiếm tiền được bao nhiêu thì đó là tùy cái cơ duyên của mình thôi. Giống như hồi nãy anh nói ha, là có thể là mình đàn ở một cái con đường nào đó, một cái suối, một cái sông, rồi là hoặc là Phước Lộc Thọ đó, nơi nào cũng là sân khấu, chỗ nào cũng là sân khấu. Cho nên là em nghĩ là chỉ cần có violin thì đi đâu á thì mình cũng cảm thấy ấm áp hạnh phúc ha. Cái đồng tiền mà từ violin làm ra rất là quý để làm cho cái sự đam mê của mình nữa. Mà anh nói là có đam mê cái gì leo núi đó, leo núi có tiền không anh? Nó không có tiền nhưng mà bù lại nó giảm mỡ ok giảm mỡ với lại cholesterol rồi, nói chung có tập thể dục chứ bình thường kêu anh buổi chiều anh đi bộ Mai Square Park anh không đi nổi. Đẹp à. Thì ở Mỹ được một năm mấy thì á, những câu chuyện của những người mà người ta ở lâu năm nó sẽ có những cái hay riêng, còn những người mà người ta ở được một năm hay là ba bốn tháng gì đó cũng sẽ có một cái hay riêng, một cái sự trải nghiệm riêng. Thì cái mà anh cảm thấy khó khăn nhất mà lúc mà anh ở Mỹ nó là gì? Cái lúc mà dọn ra ngoài ở á, bây giờ thì không ở cái nhà bạn nữa thì dọn ra xe phòng ở ngoài thì khó khăn là gì? Giờ bây giờ phải mua đồ ở đâu, không biết mua đồ ở đâu hết á, phải hỏi người này kia bây giờ ai chở mình đi. Bây giờ lên mạng bây giờ muốn mua nệm nè, mua gối mua ở đâu, rồi mua chén mua đũa, nếu là những cái thứ lặt vặt á là mình phải tự mình sợt hoặc là tự mình kiếm người này người kia take care mình. Thứ nhất không có đi xe, Phúc chưa biết đi xe, cũng chưa thi bằng lái luôn. Do đó những cái khó khăn là những cái khó khăn về vận chuyển, đa số vận chuyển. Cái này vậy thôi, về cái đi lại thôi, đi lại thôi. Thì mà hiện tại hình như mình cũng chưa có được học bằng phải không anh, vì mình cũng chưa có đầy đủ giấy tờ mà học thì được rồi đó, phải... nó được học bằng rồi đó, cũng được thi mà bữa giờ bận quá thì em nghĩ là anh nên đi apply để thi cái bằng đấy. Tại vì cái ở Mỹ á là cái xe là cái chân đi, mà sẽ có thi chân đi là sẽ có công việc và có tiền bạc thì sẽ đi đó. Chứ còn ví dụ mình làm ra 10 đồng đi du bờ hết 2-3 đồng rồi mất hết tiền của mình. Như lúc nãy anh có chia sẻ đó, là trong cái thời gian dịch đó là mình ở chung với bạn, thì có một cái lý do nào đó riêng mà anh phải đi ra ngoài share phòng hay không, hay là tự mình cảm giác là thôi mình như vậy đủ rồi, mình phải tự lập? Thứ nhất là mình ở người ta cho mình ở đó cũng thời gian khá dài, là cũng nói chung mình cũng người ta không có phì gì hết, nhưng mà mình cũng cảm thấy là mình nếu mình quyết định ở đó lâu dài thì mình cũng phải có một cái gì đó lâu dài của mình. Do đó mình phải dọn ra ngoài mình ở, nhất đồ đạc nó nhiều. Cái thứ hai là cũng bất tiện với sinh hoạt gia đình. Do đó khi mà mình quyết định ra ngoài thì mình nhờ người này người kia kiếm, rồi chở mình đi coi phòng, rồi mình một mặt mình đọc báo, rồi mình phải điêu cái giá xe phòng nữa. Mà điêu mà trả giá, cái cô ơi bớt giùm con được không, tại vì con chưa có đi làm nhiều, con không có đủ tiền. Chỉ là cô không có đi xe nữa, cho đó cô cũng trống được một chỗ để xe ở nhà cô rất là thoải mái đó. Rồi mình phải vừa phải lại xem phòng rồi phải trả giá, rồi mình coi, rồi mình phải nhờ người này người kia dọn đồ phụ cho mình đó. Mà trước đây là ở Việt Nam là những việc này như là mình sẽ không bao giờ giờ mà biết dọn dẹp đồ đó. Nói chung là chỉ biết đàn thôi, không bao giờ biết tự, bao giờ phải tự hết làm mọi thứ. Đó là cái điều khó khăn, nhưng mà mình phải làm một người khác nữa, mà là một thằng Phúc khác nữa chứ không phải một thằng Phúc đánh đàn không nữa, một thằng Phúc là tự làm công cho một thằng Phúc luôn. Như ở Việt Nam là giống như là cần gì là alo, tôi muốn mua cái này, địa chỉ này, delivery tới. Còn ở Mỹ đó là mình phải cái gì mình phải tự giác, tự lập, tự tìm kiếm cái này cái kia. Thì cái thời gian đầu giống như là anh nói là anh đi làm, anh không có đi làm gì khác ngoài việc violin, thì cái chuyện share phòng á, cái tiền phòng cũng là một trong những cái rất là khó khăn. Đúng rồi. Thì bây giờ đi mình share phòng như vậy đó, thì mình khi mà mình đi đàn mà bây giờ ít show quá thì như vậy sao anh trang trải được cho cái cuộc sống của mình? Đâu phải là tiền phòng không đâu, tiền ăn uống, tiền tùm lum tùm na hết. Lúc mà không đủ thì mình hỏi mượn cái này người kia, thì bạn bè nó giúp đỡ mình, bạn bè nó biết mình như vậy, nó tại sao mà giúp, khi nào mày khó thì mày trả lại thôi. Mình không thể nào mình gọi về Việt Nam mà xin tiền được hết. Thứ nhất là cái đồng tiền ở đây nó lớn hơn, cái mệnh giá lớn hơn, mình gọi về mình hỏi thì kỳ lắm, với lại cũng quê nó sĩ diện nữa. Nói sao mà tao kêu mày về mà không chịu về, ở đây chi ráng chịu ở đây hay vậy. Thì em cũng có theo dõi cái Facebook của anh Quang Phúc, thì em cũng thấy là anh đăng một anh check in tại một cái địa điểm mà rất là nhiều lần,
là nước mặn con sò ở Long Beach ấy. Yeah. Thì em cũng đã nghe rất là nhiều rồi. Thì cái đó, chỗ đó là một trong những cái biểu tượng của những người mà theo công, đạo Công giáo. Thì có một cái sự đặc biệt gì đó, màu nhiệm ở đó. Nhưng mà em thấy mọi người đi rất là nhiều và em cũng thấy anh đi đó. Thì anh có một cái sự tin tưởng, một đức tin hay là cái gì về về Đức Mẹ Con Sò không? Thật ra Phúc cũng không biết cái đó Đức Mẹ Con Sò trước đây đâu. Mà lúc mà làm livestream bên anh Nguyên Khang cái tối á, ảnh chở đi đó đầu tiên biết. Nói anh Khang, em không có đạo gì hết á, em đi được không? Nói cái bình thường mày cứ lên đó mày cứ nghĩ gì mày xin đó, có đi mẹ linh lắm, mẹ hay thương những người ngoại đạo lắm. Thế là anh cứ đi, lần đầu tiên đi với anh Khang lên đó. Anh cũng chấp tay anh xin, mẹ ơi con cảm thấy con lạc lõng ở đây quá, thứ nhất là con lo sợ là con không về được, gia đình con không biết ở Việt Nam, mẹ con cũng đã già rồi, con thấy nhiều cảnh mà con sợ là con không về được, nhiều khi mẹ ba mẹ có bệnh hệ gì con không về được, con buồn lắm. Cho nên mẹ cho con một cái sức mạnh nào đó để con có thể vượt qua những cái nỗi lo sợ khi con cảm thấy cô đơn, hay là cho một cái sức mạnh nào đó để con cảm thấy con tin tưởng hơn, để con bình tâm hơn, để con có thể tồn tại ở Mỹ. Để con làm việc, nói chung là sức khỏe và sự mẹ truyền cho cái niềm tin. Thì mỗi lần đi như vậy là đi khuya không à, con Khang đi khuya không à, nên cảm thấy ở đó rất là yên bình lắm. Mà cũng cái này nó không phải là tâm linh hay cái gì, nhưng mà mình cũng thấy sau khi đứa mẹ về cái người mình nó nhẹ nhàng lắm. Và tự nhiên ngày mai cũng mốt thì cũng hay có người kêu xô mình, ít nhiều chà chà rồi không biết mẹ có chiếu cố mình không, hay là thôi mình cứ tạm tin đi. Thế là lúc nào mà ai mà ở tiểu bang khác hay là bạn bè rồi mình xuống, mày đi Đức Mẹ với tao đi, nó nhớ mẹ quá. Nhưng mà lúc nào lên Đức Mẹ cũng xin cho gia đình là ở Việt Nam bình an hết á. Có nhiều khi bạn bè nó đi làm ra 2-3 giờ sáng Phúc đi Đức Mẹ, tôi có việc tôi cầu xin mẹ nữa, thì tôi đi với bà luôn đó. Thế là hai chị em mới bắt đầu đi luôn, cả 2 giờ sáng cũng đi nữa. Tức là mình không phải là mình không phải là người của bên đạo, nhưng mà mình có một cái niềm tin, tin là mẹ xin mẹ để cho con có một cái nghị lực nào đó. Nhớ lại những cái cảnh mà hai Noel nè, Thanksgiving với lại Tết á, là thấy người ta gia đình ta sum họp là không có dám ra đường, chỉ biết đi Đức Mẹ đứng nhìn lặng nhìn ngắm mẹ thôi, là như vậy buồn lắm. Thì cảm giác của mình ở đây một mình, ba mẹ và gia đình mình ở Việt Nam hết rồi, cho nên nhiều lúc mình cảm thấy mình buồn. Mà dịch nữa cho nên mình không có thể là mình về mình thăm ba mẹ mình đoàn tụ được. Thì mình nhắc tới ba mẹ thì hiện tại Việt Nam dịch nó đang rất là mạnh mẽ, nó bùng phát rất là nhanh chóng. Thì hiện tại đó là gia đình anh ở Việt Nam hết rồi, thì anh có hay nhắn gửi, có gọi điện về hỏi thăm ba mẹ không? FaceTime hàng ngày, FaceTime hàng ngày hỏi thăm ba mẹ. Nó bệnh dịch nó xét nha, nó xét nhà luôn đó. Ba mẹ cẩn thận nha, ba mẹ cứ xông hơi, uống nước chanh nhà nhiều vô. Nói chung dặn mọi biện pháp, nói chung hai bác cũng biết những cái biện pháp mà để ngăn chặn đó, nhưng mà cũng lâu gọi điện hỏi thăm. Ngày hay ngày cũng gọi điện về hỏi thăm ba mẹ cần gì không, con mua cho, con vô Costco con mua con gửi về cho. Nói, con đi làm có tiền rồi. Ba mẹ cứ mua đi, không đừng có sợ thiếu tiền, không có gì hết á. Và đó là những lời chia sẻ sâu sắc của anh Quang Phúc. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đi tới vòng quay may mắn. Và đây là vòng xoay may mắn của chương trình Tonight to Your Life. Thì tất cả những cái món quà, phần quà ở trên cái vòng quay của mình được bảo trợ bởi công ty Hợp Nhất America, chuyên vận chuyển hàng hóa hai chiều là Việt Mỹ. Thì tất cả những cái dòng sản phẩm mà Hợp Nhất bán ra thì sẽ trích 10% để mình bỏ vào cái quỹ từ thiện và mình giúp những người hội người cùi tại Việt Nam. Thì xin mời anh thử cái vận may của mình nha. Wow. Rồi, một phần quà của chương trình Tonight to Your Life. Đây, mình sẽ có một cái phần quà trong này có gói sẵn rồi, em cũng biết là gì. Xin được gửi tặng anh Phúc nha. Xin cảm ơn chương trình rất nhiều. Dạ, chưa, mình còn nữa nè. Dạ.
nhiều quá vậy. Thêm một cái nữa là một chiếc cúp nhỏ nhỏ xinh xinh của chương trình Tonight Tell Your Life, thì cũng xin được cảm ơn anh Phúc đã bỏ một ít thời gian lên đây mình chia sẻ cái câu chuyện của mình. Tuy là mình 2 năm nhưng mà mình có những cái câu chuyện của 2 năm, đúng không anh? Nhưng mà mình có mạnh dạn chia sẻ cho mọi người để mọi người có thể biết và hiểu thêm, cũng như có cái hành trang trong cái cuộc sống. Và em cũng xin chúc anh là luôn luôn có nhiều sức khỏe, rồi có nhiều show nè ha, tác show, chạy show nhiều nè, rồi mình sớm được đoàn tụ với gia đình và thực hiện được cái ước mơ của anh nha. Xin cảm ơn Duyên và xin chúc mọi người bên OCTV có nhiều sức khỏe và sẽ có nhiều chương trình ý nghĩa hơn nữa trong năm sắp tới. Và đến đây thời lượng chương trình đã hết rồi. Mỹ Duyên xin được kính chào và hẹn gặp lại quý vị vào buổi talk show tiếp theo. Xin chào.